Các bạn ơi, bữa trước mình có mua được một cái miếng thịt rất là ngon. Cái thịt này mình sắc ra bữa trước mình làm cái xá xíu mọi người. Bây giờ nó còn khúc này nên là mình gia đình mình bây giờ thèm, rất là thèm món heo quay mà đặt được bánh hỏi. Nên là thành ra hôm nay quyết định là làm cái món heo quay cho mọi người mới học. Cái cách để làm heo quay da nó giòn đó thì mình thử coi như thế nào, chứ còn thực sự rất là khó, cái món này rất là khó làm để cho mà heo quay nó giòn cái da. Thì cái này là miếng bò đậu lúc sườn mà mẹ là lúc ra rồi chút cắt ra xong mình ướp ở mặt này. Bây giờ đó thì mình muốn nó ngon thì mình Lúc luộc sơ cái da cho nó chín cái da. Rồi cái khúc này thì lấy ra xong lau sạch sẽ xong mình ra ướp bỏ trong tủ lạnh, ngày mai bắt đầu mình nướng. Đó, mỗi thịt một đêm ngon một lắm ngày cả luôn. nhà. Miếng ba rọi lúc sườn Rất mà ngon heo luôn. nó cũng vừa, chứ nó không lớn mà nó cũng không nhỏ, cho nên nó Mày lớp ba mày chút rọi chút ngon lắm. chút mày cắt mấy cái da thừa mà. Cái miếng da thừa thì thường cắt còn tém cho nó gọn lại. Chỉ được cái da thôi Dạ, ha. luộc da thôi. Quan trọng cái da cho nó chín cái da rồi nó mới bung ra được. Học học nấu nướng cái bằng cái bèo nướng đó mọi người. 2 tiếng đồng hồ. Nướng cục thịt 2 tiếng Chào đồng cả nhà nha. Đó, hồ. dọn Hôm nay dĩa đầu cho bù sao tóc rối thì xong. sáng giờ làm ba đồ ăn được tủ lạnh rồi là đây đầu xù tóc rối luôn. Rồi cái này mình là luộc cái da cho nó chín xong, cái tới một lát nữa là ướp. Mình ướp thì ướp Rồi cái cái gì da mình bây giờ nó xong rồi, bắt đầu đâm nè, đâm cho thiệt ấy nghe, đâm từng góc cạnh luôn á. Từ Đây, từ từ ngoài trước đưa ra mua ngay, anh làm mẫu nha. Đó, từng góc đó, đúng rồi. Đó. Nào quyết tâm Cho phải làm cho thành đúng công rồi, quá. làm thành công mới được, mới ra lò được. Tính ra lò mình tính xuống xuống núi mà chưa, cái này là chưa xuống núi được. Làm mấy lần rồi cũng thành công. Mà nay quay nha, bữa trước mấy bữa trước là chiên thì có bữa được bữa không, nay quay. Còn giờ mẹ đang khoa ướp á mọi người. Giờ đây này cả nhà, hành tỏi, còn đây là ngũ vị hương nè cả nhà. Cái đó cũng vừa vừa thôi nha mẹ nghe. Đúng rồi, nhiều ngũ vị hương quá nó có cái mùi nồng nồng lắm, lắm. Có mùi là được, có cái mùi thơm thơm là được chứ không cần nhiều. Ngon lắm. Cho vô mấy muỗng nước tương ha con ha. Dạ, tương rồi mà cho xíu 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 đường, xíu bột nêm, bột ngọt đó. Giờ làm khác cả nhà ơi. Hồi xưa mình thấy ba mình làm nè ha, ngũ vị hương, rồi hành tỏi, rồi đường, muối, bột ngọt. Có Ông kiến phản hoàng. Có tương hột nữa. Giờ không có làm tương hột. Không, ông nội ngoại xưa ông còn sống làm cái này, ông cũng kêu bỏ ít tương hột. Ông ngoại nói có tương hột. Em cầm nó thấp xuống nha, thấp nữa đó. Có cho dầu hào không con? Dạ, trong miếng dầu hào cũng được. Thơm dầu hào. Một muỗng dầu hào nha cả nhà, 2 muỗng nước tương, 1 muỗng dầu hào. Cái này là mình đầu tiên mà mình làm cái kiểu này là mình cứ gáy thôi. Mình đại thử ra có ngon không, rồi mới mốt rồi nè. Quan trọng là con đang thấy cái vụ cái da nè. Rồi 1 muỗng hạt nêm. Hồi xưa nhà mình có 1 12 á cả nhà, ngay giữa cái chỗ nhà cái xe của mình đó là cái lò quay heo, là chuyên gia đi ngang qua mấy cái mùi thịt heo thơm gì đó thơm. Bây giờ anh bé anh làm nó bảo cũng không có làm ngũ vị hương nhiều, nó bảo đúng rồi, mình ăn nên nó miếng thịt nó cũng không có gắt, cái kiểu ướp của người Hoa. Thì nó làm người Hoa, ảnh ảnh người Hoa. Bé hồi xưa mẹ thấy ông ngoại mẹ mẹ cái đó muốn nha nha. Biết rồi, hồi xưa mẹ thấy ông ngoại làm khá, đừng đừng có ấy của em, chỉ biết cái lớp da thôi. Em đợi xong cho nó kỹ không, lớp da thôi. Ủa anh, cái này em nhớ là anh không pha muối vậy, chanh với rồi chứ hả? Cái này mình ướp để mình bỏ tủ lạnh, ngày mai bắt đầu mới là chanh có mới giấm với lại nữa muỗng muối. Em làm cạn lại thôi phải không? Đường ít ít ha, đắp đường nhiều quá nó màu kém. Hồi xưa lần đầu tiên nhớ nên thoa chanh với muối rồi ra phơi nắng một xíu cho nó cái đó là vừa chiên da. Hả con? Chiên quá hỏng bảo làm chiên đó. Ngon rồi, đó, xăm cho nó cái này nó nổ cái lớp da lên đó mọi người.
mai là mình tranh thủ nướng khoảng 2 tiếng. Câu này quyết tâm mà. Có thể mua được miếng bánh hỏi quá mừng. Giờ cũng bánh hỏi mà mừng rồi đấy. Còn thì mà không ai ăn. Giờ có những thứ mà tưởng đâu là bình thường bây giờ mua được là khó khăn. Rồi. Đó bây giờ mình lao cái này đi. Cái này ra đi nó rồi lật cái miếng thịt lên. Lật cái miếng thịt lên. Cũng nghe mùi thơm mà ha. Nghe có cũng có mùi hương là vừa rồi đó. Ở trong đây là có khoảng chừng 2 muỗng hành tỏi đâu nhuyễn. Rồi khoảng chừng 3 muỗng nước tương. Rồi nửa muỗng bột ngũ vị hương nhỏ nhỏ, 1 muỗng hạt nêm, nửa muỗng bột ngọt. Một muỗng đường này nè nhà với lại mẹ có thể lấy cái ngón tay mẹ chấm luôn được. Mẹ thử coi dừa chưa. Cái gia vị bếp là vậy đó. Dừa ngon. Đó, nó thiếu cái gì là mình cho vô. Phải cần cho đậm đà để nó không cần. Không? Dạ không. Vậy mình ăn mình có chấm nữa mà. Cái này là dừa ngon nhưng mà nó cũng có cái hơi mặn mặn đậm đà. Dạ. Chứ mình để đường nhiều quá thì mẹ sợ nó khét á. Cái này mình nên bỏ miếng cái màu tôm không ta? Màu gạch tôm hoặc màu điều không? Không mời nướng là chỉ nướng một cái mặt vậy thôi á, úp lên nó lên giấy bạc nướng một mặt vậy thôi đó, ở dưới là tự động nó thấm nó chín là ở dưới đó. Dạ chứ không có trở ngăn con đeo bao tay đi, ngăn con ngáy vô ngăn lấy cái giấy con lau cái nước mỡ tương này đi cho nó khô ráo hai mặt rồi con thoa cái này vô nó thấm. Đó mọi người bây giờ ướp ở dưới này giữa bàn tay nó mới thấm được hết rồi nè. Anh Trang, anh đổ gì tại nay mình quay video không tự mình làm không phải mình, tại mình hay nghiên cứu không mọi người để vậy luôn ướp tới ngày mai nó trời ơi nó thấm. Đây tôi sẽ thấm bao luôn nhưng mà thấm gì nữa. Rồi sáng ngoài mình lật cái mặt kia lên cái mình lau chùi cho sạch sẽ. Đây, đây. Đó, vậy đi rồi đem đi ướp rồi, à, đem đi bỏ tủ lạnh thôi mọi người. Hẹn mọi người ngày mai nha. Hello các bạn ơi, sáng nay thì bây giờ miếng thịt của mình á, mình đem ra ngoài mình tráng một lớp bình thường đúng người ta dạy chỉ là giấm nhưng mà mình hết giấm rồi mình làm bằng chanh với muối. Thì mình lau khô cái miếng thịt, miếng thịt nó tối hôm qua ướp từ ngày hôm qua tới giờ thì nó cũng hơi thấm lên cái miếng da, không biết nó làm sao đây. Thì mình phơi nó một tiếng mấy đồng hồ mà nắng rồi. Bây giờ mới cho thêm một lớp muối giấm nữa qua. Bây giờ mình để đây để mình làm cho mọi người coi nha. Mọi người coi cho nó rõ hơn cái như thế nào ha. Rồi ok. Thì giờ á mình sẽ đây là cái bạc, có thể là mình sẽ quấn hai lớp nữa cho mình cuốn cái miếng thịt heo lại. Đấy, miếng thịt heo đó thì theo người ta chỉ á thì mình sẽ nếu như kiểu như thế này mình sẽ chừa cái phần da thôi, và cái phần da là cái phần mình cần để mình làm. Mình làm cho nó nổ quá mọi người. Rồi thêm lớp nữa đi. Lò thì mình đang làm nóng rồi, thì mình đang làm nó nóng đang cho khoảng 160 độ đang làm cho nóng cái lò. Hôm nay là nướng khoảng 2 tiếng nha, bây giờ là 9 giờ rưỡi rồi thì mình cũng nướng khoảng 2 tiếng rồi. Rồi đó,
Rồi, miếng thịt heo mình sẽ như thế này nha mọi người nha. Ok, bây giờ mình bỏ vô lò. Rồi mọi người ơi, thì bây giờ cái lò mình làm hơi nóng rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ vô ha. Bỏ cái... Trước khi mình bắt đầu mình nướng nó 160 độ cho 30 phút. Một lần là mình tha một lần cái muối chanh nè. Tha thêm lần nữa đi. Hôm nay quyết tâm làm cho nó phải nổ da giòn da mới chịu mà. Mình sẽ tha khoảng 3-4 lần nha mọi người nha. Rồi. Rồi bây giờ là 160 độ cho 30 phút. Đây là mọi người, 160 độ. Và cái này mình nướng ở trên xuống nha. Cho 30 phút. Rồi sau 30 phút là mình sẽ lấy ra và mình sẽ quết thêm nữa nha. Các bạn, sau mới 30 phút mà da nó bắt đầu nổ rồi nè. Nhưng mà mình nghĩ mình sẽ cho nó xuống còn khoảng 120 đến 130 độ. Chứ bây giờ mà chưa có gì mà da nó nổ thì một lát nữa nó hơi nó không ấy. Đó, còn 30 phút chứ được 3 phút. Da nó bắt đầu bung rồi mọi người thấy không? Khoảng 30 phút cuối bắt đầu mình phải cho cái tốc nhiệt độ lên để da nó bung mạnh lên. Ơi. Rồi các bạn ơi, thì sau 30 phút thì thấy bắt đầu da nó nổ rồi nha. Chờ mẹ xíu. Bây giờ mình sẽ cho thêm nước muối nước chanh lên nữa nha. Chờ mẹ xíu nha, 1 phút. Ừ. Xuống đây coi ba làm gì nè Sình ơi. Chờ mẹ xíu đi, mẹ đang quay cho ba cái. Nướng tiếp hả? Tiếp tục. Nướng tới 1.5-2 tiếng rồi ngoài. Rồi chờ mẹ xíu. Rồi nướng tiếp. Tiếp tục 30 phút. Rồi. Ủa cái này giống như bỗng mua vậy ta. Đúng không? Muốn ngon không? Giống. Dạ giống nha. Nó đang nổ bóp bóp. Còn đây cái đèn mới nó ngon nào. Rồi, mới có 6 năm khoảng 50 phút. 40 mấy 50 phút. Chắc mình sẽ cho nhỏ lửa lại chút xíu. Tại vì mình muốn cho ở dưới nó thấm. Ở dưới nó chín nữa thì mình sẽ lên cái chế độ là ở dưới ở trên luôn. Đó, thì nó sẽ giảm nhiệt độ ở dưới xuống, ở trên xuống. Cái kia là nó hơi khét khét rồi, không sao. Các bạn ơi, bây giờ là sau 1 tiếng đồng hồ. Trời, nó sốt ụt vào bột luôn nè. Đó, ngon là đâu. Cái khúc da bên đây nó hơi cháy đen, không sao. Cái này là anh biết sao lúc mà mình ướp á. Cái kia nó chảy xuống cho nên mấy cái ven nó bị cháy á. Bây giờ mình quét một lần, thêm một lần nữa là lần thứ ba. Mình coi dưới này nó chín chưa đây, quét dưới này thật là ok. Ô thôi vậy bây giờ mình quyết định là mình sẽ làm 30 phút cuối cùng. Bây giờ mình sẽ cho cái da nó tăng nhiệt độ lên cho mọi người nha. Cho nó tăng nhiệt độ lên là 220 độ xong 30 phút nha. Bây giờ sẽ chuẩn bị cho con nó nổ này nha mọi người nha. Các bạn, cái da bây giờ nó nổ lên, nó xốp lên nè. Thành công rồi đó, ai là thành công rồi mọi người nha. Tăng nhiệt độ lên. Này là ngày lúc cuối á, 30 phút cuối, tại cái thịt mình ở dưới mình thấy nó đã mềm rồi. Mình nướng 1.5 tiếng mình chú ý cho cái da nó nổ phồng xốp lên nè. Thành công, đại thành công. Đó. Bắt đầu
rồi, giờ sắp tới là nó ok lắm. Cập cập nè cả nhà. Đó. Mà nó cũng hơi xém xém một chút. Xém xém là mà biết gì không? Cái nước ướp hôm qua. Nước ướp nó thấm vô à, hả? Nó thấm qua mình lau á, mình lau mà nó vẫn còn thấm vô da cả đêm á. Ừ. Nên hôm sau chắc ướp cái kiểu này luôn nè. Để cho cái da về luôn mình. Ừ. Mốt ướp phải đẹp cái da lên trên. Đó, để da trên. Có mọi người nhưng mà nó rất là giòn rồi mọi người. Bây giờ sẽ chuyển qua một bên. Giờ mình chuyển qua bên cái thớt. Rồng chặt ra. Quá ngon. Hơi khói nó bốc lên. Giờ để vậy hai lần nữa. Để vậy đi cũng được. Thơm quá, thơm thì nó có ngũ vị hương với dầu hào á. Nó quá thơm luôn. Ok. Rồi sau mình 20 phút mình lật cái miếng bị dưới của thịt lên nè cả nhà, giờ đó nó vàng tươi. Nó hơi khô khô tí, nãy chứ nãy nó hơi ướt. Đó. Giòn rụm luôn. Đó, cả nhà thấy không? Cái da thì nó giòn nhưng mà ở trong đây nó không có bị khô. Khô. Nhỏ nhỏ này dễ ăn. Làm mỏng mỏng thì dễ. Hơi nóng. Da thì giòn. Nhưng mà hả? Thịt nó không khô là nó ngon. Đây, cắt. Vừa miếng ăn chút mình gói bánh hỏi rau rồi ngán sắp này thấy không sắp rồi cứ một dĩa thôi con có tiền. Này lật ngược lên nó con thấy này lật ngược lên á ha, lật ngược miếng thịt lên nó dễ dễ hơn á chị hả dạ. Nhưng ý là mình đè nó xuống đúng rồi nó không bị tắt miếng da khỏi miếng thịt. Mới ăn bánh rồi. Con chào ông bà đi xuống nè. Tụi nóng chú con mang. Chú con mang chết rồi. Oh my god. Oh my god. Rồi, để cho mình sắp lên. Xong mình sẽ lên ăn bàn nha mọi người ơi. Trời lên đi ăn bánh. Hello, xin chào mọi người ơi. Chào cả nhà. Thì hôm nay đó sáng giờ hôm qua giờ mọi người thấy mình ướp rồi mình đồng làm nướng từ sáng giờ. Bây giờ 11 mấy bắt đầu ăn trưa mọi người. Thì nói chung hôm nay là cũng rất là thành công. Nhưng mọi người biết sao không? Khi mà mình cái da mình mới đưa ra thì nó rất là giòn. Nhưng mà khi mà mình mà mẹ muốn quay một cái mặt lại để cho nó khô, khô, nó khô ở trong á thì thời gian đó 20 phút thì thành ra là ở dưới nó hơi nó nguội lại thì nó không có được vàng lại giòn lắm. Nhưng mà nói chung lên đây thành rất là thành công rồi, tại mình làm mới lần đầu tiên à. Thì là ok rồi. Ok hôm nay mọi người cùng một bạn ăn bánh hỏi. Rồi bây giờ xin mời cả nhà nha. Cả nhà thấy gấp ở ngoài rất là ngon. Cho ngoại đi. Lấy chai nước tương anh Công. Để em chia ra hai dĩa đi. Không không, bây giờ để em gấp cho. Không, đây này chia gấp lên đây dĩa mẹ đây miền gần. Tại mình muốn để về cho nó đẹp cái màn hình đó mọi người. Mọi người hay nói là hả làm video đồ ăn thì mình để gần gần vậy cho nó hấp dẫn. Vị trí thì mọi người biết là mình gia đình mình thì ai đã có vị trí ngồi đó sẵn. Bánh hỏi mới quan trọng. Hỏi rau nữa nè. Đó. Ai ngồi đâu quen đó. Ngồi đâu yên ngồi đó. Đó. Không có đi tới đi lui. Ổn định vị trí hết rồi. Định luôn.
ngon quá ta. Bánh hỏi này của bánh hỏi miền Trung của Bình Định đúng rồi. Bình Định đây. Rồi ok, mời mọi người vào bàn nha. Rồi em nói đó cái này nha. Cần lấy cái chén để mình múc nước tương chứ đang mình chấm hay sao? Đây mình chan vô vậy nha. Chan vô hay là chan vô chấm vô vô thêm mình luôn được không? Ở đây nhà Ngân dùng có hai loại nước chấm, một cái là nước mắm cả nhà. Nước mắm bên nước tương. Cả nhà mình ai thích ăn cái nước tương nước mắm thì ăn. Rồi xin mời cả nhà nghe bánh hỏi miền Trung này mọi người ơi. Nói Bình Định đây. À như biết nhà, biết ba là thích nước tương. Ừ. Không mà miền Tây mình á ăn cũng là ăn nước tương mọi người. Ăn hơi quay á. Ừ. Dạ giòn ba. Ngon quá. Dạ giòn lắm. Dạ giòn rất rất. Ai ăn nước tương nữa không? Không, cái mẹ nước mắm. Ủa. Trời ơi, bữa nay có rau giáp cá quá ngon luôn cả nhà ơi. Quá ngon rau giáp cá. Hôm nay thèm. Chủ ý mẹ nhất luôn là hôm nay thèm rau mà không có. Mà con nhà mới ăn nha. Con quấn miếng bánh hỏi vô. Bỏ miếng rau vô. Vừa ăn luôn hết ngon vừa hả? Vừa ăn. Dao giòn xúc. Mà nó ngọt về gia vị chứ nó không có ngọt đường nhiều phải không ha. Nãy mẹ có nếm một miếng rồi con mẹ vừa giữa ngon nó vừa luôn. Vừa ăn. Em mời cả nhà nha. Tính ra là quá thành công. Làm tới làm lui xui làm nhờ được. Miếng thịt thì nó ngon nữa bảo. Dạ đúng rồi. Cái ba gọi rút sườn nhưng mà nó có được nhiều cái lớp nó cũng dày. Xin mời cả nhà nha, dùng bữa với gia đình. Có ngại gần hả à, ngân? Em có ngại gần phải không? Ngại sụn. Sụn rồi. Chiên mà nó giòn mà nó cái da nó vậy thì mọi người ăn nó giòn trụm mà. Hết cho con ăn rồi. Nước mắm hay nước tương? Nước mắm. Chia cho con ăn bên xóm mình nè. Dĩa, kêu vui. Thảo. Nhà mình với cô ngoan ở đây. Thân tình. Cô ngoan có gì thì bưng qua. Mình có gì thì bưng lại. Ngon quá. Bỏ vô miếng bánh hỏi. Con bỏ miếng bánh hỏi rồi cuốn. Quá ngon. Nước cam tươi thì gì mình cho. Bỏ miếng bánh hỏi vô cái lá rau cải cà lóc. À, lá giáp cá nữa. À, bỏ miếng thịt vô cuốn. Nước hả? Rồi, đem nó qua đi. Cuốn xong tự dọn là đúng rồi. Thịt ăn ngon nghe em ơi. Ướp nó vừa ăn hết nè. Anh không biết sao không? Miếng thịt này nó thấm mà giờ mình ướp từ chiều hôm qua. Ướp qua một đêm nó mới thấm được. Nói chung là đa phần thịt là này nó dày á cả nhà. Nó rất là xốp giòn. Coi phần này giòn luôn. Chỉ có một vài chỗ nó hơi bị ấy. Miếng thịt này dày mà mình ướp mà chừng tiếng nửa tiếng đó mình nướng là không có ngon. Không ngon. Này ngon này. Này quá chuẩn luôn. Cái này đông á. Đông ăn là ngon đông lắm á. Ngon nó ngon. Yeah. Đầm ở đây có làm thêm vài lon bia nữa cho khách rửa. Nhà mình giờ có cái lò để nướng rồi đó. Cô có thằng da giòn rụm bên. Nên là thấy đúng không? Nên là nướng xốp luôn á, giòn xốp luôn á. Chứ còn cái này mình nấu cho quạt than nữa cực ngán. Ừ. Lâu. Hả? À, con uống hết hả con? Dạ, để bình đó đi, để ra nào dẹp cho. Giỏi. Nội lên mình nấu cắt cho. Giỏi. Rồi nằm chơi đi. Nằm để chơi đi con. Chơi giỏi nội thương. Hồi trước Vinh Sinh á, là nó ăn nó cứ bám mẹ riết à. Bà Liên khỏe lắm cả nhà, bám ông nội bà nội không. Cả một ngày là ông nội câm bà nội bảy thôi. Đi đâu không thấy là quên bà khoảng 2 phút rồi hỏi rồi đó. Ba mẹ đi đâu không quan tâm mà xíu quay không thấy ông nội bà nội là hỏi. Nhiều bữa ông nội á ngồi chơi với ngon. Ngồi chơi với mấy chú sớm ở đây ha là anh đi vô đi ra đi vô anh buồn heo buồn bực kêu vô cho băng được luôn á.
Ông nội ơi, ông nội đừng có nhậu nghe, ông nội nha. Ông nội nhậu là bệnh nhá, ông nội vô ngủ đi. Trời ơi. Để khi nào ông nội vô rồi thôi. Ngon quá ha. Lâu quá không ăn một phần. Thơm mua được. Mày chấm nước mắm hả? Ừ. Mày chấm nước tương cũng ngon lắm mẹ. Đúng rồi. Tương ngon. Cho em lát cải rồi lát chứ ngon. Đúng đúng nước tương mới ngon luôn. Dạ. Ngon ngon thiệt trình luôn đó mọi người. Đúng là cái này làm bữa hôm qua giờ bấy ngon này, cái nướng liền ăn ngon quá. Anh chị em nào ở nhà mà còn miếng thịt vừa rủi lên mình ăn thôi, làm thử. Ông nội bên sình mà hả, mua thịt quay về dễ gì ông dễ gì ăn ăn đâu thua. Thua còn bánh hỏi còn lại mốt mốt làm biết gì mọi người, nước cốt dừa. Còn lại 1 ký bánh hỏi nữa, nhà mình có nước cốt dừa. Đó, nhà mình lại thích ăn cái món bánh hỏi nước cốt dừa lắm, cả nhà thấy rồi đó. Bây giờ mục đích là mua 3 ký là vậy á. 3 ký luôn. Hên á, hên mình đặt hàng ở ngoài Bình Định á cả nhà, rồi cái hả nhà bé đó, cháu đó nó mua giùm bánh hỏi, mua giùm cà pháo, bắp chuối rồi cũng đóng vô luôn, gửi vô. Ngày mai á hả, là tối nay con sẽ đặt hàng bánh mì. Bánh mì nóng á mẹ, sáng mai giao tới ba con làm bánh mì heo quay, mỗi người ổ ăn. Heo quay nghe ngon quá à. Sáng ăn ra bầm bầm thịt nhuyễn nha. Bánh mì nhuyễn bỏ vào. Rồi cái cho muối tiêu vô, dưa leo. Dưa leo mình có. Dưa leo, người, nước tương. Người đồng cảm hồi nãy giờ nó ngon ngon hoài, do lâu quá bị bỏ đói lâu ngày. Không có ăn được heo quay mà rất là ngon. Ngon mà ngon thiệt á. Ăn vài cục cũng ngán. Ngán. Bún cũng ngon thiệt à. Dài rồi cái ngán. Mình chứ mình không có ăn thịt heo quay được, ít lắm. Ăn này vừa kết hợp với rau nè, với bánh hỏi nè, heo quay nữa, nó không ngán. Lâu quá không có ăn. Rồi rồi tốt không? Sọt luôn. Ăn cái phần có da ngon quá. Cái da nó giòn. Con biết rồi nhưng mà bữa sau cũng kinh nghiệm một lần. Mơ mốt quá mẹ nghĩ nè. Con ướp là mình là cái mặt lên trên đó, ướp ở dưới luôn. Mơ mốt mẹ nghĩ là để vô nướng á, là con để cái mặt thịt. Con ướp trước. Ủa con nướng trước xong á nó vàng vàng cái mặt thịt xong rồi qua ướp cái da thì là cái da nó khô luôn. Đem ra nó ngon. Như ướp á là anh thì ướp anh để cái mặt có như da. Mặt dưới vậy? Lên trên. Nó vừa khô vừa không có bị dính gia vị. Như mặt dưới con. Sao con? Anh như mà ngọt không mà mệt ghê không? Tối hôm qua cô giáo của Vincent Bali á là gửi cái đường link để mà online á cả nhà, để gặp mặt online. Mà cô giáo Bali họ online sớm quá, 8:30 giờ đó Bali chưa có dậy nữa. Mà cô giáo cũng thông cảm. Do em nghỉ dịch lâu quá rồi. Nghỉ dịch lâu quá trưa lắm cả nhà ơi. Bây giờ cho đi qua đi. Bây giờ cho đi học chưa chắc gì á hả? Chị đi học lại đây. À con mất buồn ngủ không có học được phải không? Mùa này chưa bao giờ mà ngay mùa dịch mà khai giảng rồi mọi thứ online hết rồi. Online. Lịch sử hả? Mẹ nghĩ online cho mấy người lớn, mấy đứa nhỏ này khó online lắm. Online. Nó có biết cái gì đâu online. Ok thôi, mình kết thúc ở đây đi, quay rồi cũng qua giờ thì cũng rất là dài rồi, mẹ gia đình sẽ tiếp tục ăn uống. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video hôm nay của gia đình mình nha. Hẹn gặp lại mọi người ở bên tiếp theo mọi người ơi. Bye bye, 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 bye. Xin chào cả nhà.